Chào mừng các bạn đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Thế Hùng Crypto. Nếu như bạn chưa bấm đăng ký kênh thì các bạn hãy bấm đăng ký kênh và chuông để nhận cái dự án kiếm tiền miễn phí cũng như là những video mới nhất ở trên kênh của mình nhé. À, các bạn thân mến, thì ở cái video buổi tối ngày hôm nay thì mình sẽ là cập nhật cho các bạn cái thông tin cũng rất là quan trọng liên quan đến cái dự án Notcoin. Thì các bạn cũng biết thì cái dự án Notcoin thì nó cũng là một trong những cái dự án là khai thác cái đồng của coin ở trên cái ứng dụng Telegram, và nó một trong những cái dự án cực kỳ là tiềm năng. Và đặc biệt là cái dự án này thì chúng ta khi mà đủ 10 triệu cái đồng Notcoin thì chúng ta có thể là lead min cái NFT, tức là cái voucher 10 triệu Notcoin thì chúng ta sẽ đăng bán ở trên cái thị trường NFT với cái giá bây giờ đang xấp xỉ khoảng 0,065 ton ở trên 1 triệu cái đồng Notcoin. Tuy nhiên thì cái việc mà đúc cái NFT thì gặp vấn đề. Khi mà chúng ta đúc thì Notcoin chúng ta bị trừ, và cái đồng ton thì chúng ta cũng bị trừ, và đặc biệt là cái NFT thì chúng ta không thể tìm thấy ở trong cái ví của chúng ta đó. Cho nên là cái việc mà đúc NFT này thì rất nhiều bạn gặp phải cái vấn đề đó là đúc không thành công, và kể cả mình cũng đã đúc giúp thành viên, một cái bạn thành viên ở trên kênh là hai cái tài khoản nhưng đều không thành công, và mặc dù là cái ton của mình đã bị trừ và cái số Notcoin cũng bị trừ trong cái ví, nhưng mà NFT thì không tìm thấy đâu, kể cả ở trong cái ví ton của mình cũng không tìm thấy, nó không biết là lỗi ở đâu. Cho đến cái giờ phút này thì 3 ngày rồi nhưng mà cái NFT đó cũng chưa hiển thị ở trong cái ví đó, thì không biết là các bạn nào còn bị cái vấn đề này như hay không. Và hiện tại thì vẫn dự án thì vẫn đang cho chúng ta đúc cái voucher NFT này. Tuy nhiên thì mình khuyên các bạn là không nên đúc ở trong cái khoảng thời gian này, bởi vì là nó sẽ bị nó sẽ bị lỗi, như vậy là chúng ta sẽ mất cái số cái đồng Notcoin chúng ta khai thác được, và không biết sau này thì dự án có trả hay không, hoặc là khi mà chúng ta đúc rồi thì dự án có hoàn trả lại cho chúng ta cái số Notcoin hay không. Thì cái tất cả các cái vấn đề này thì vẫn đang là cái câu hỏi để mà tất cả mọi người đều gặp phải. Thì giá của cái NFT đây, thì cái giá của cái NFT ở trên thị trường Lotcoin thì đang với giá là 0,65 ton. Đó, 0,65 ton, tức là nếu như các bạn đặt bán thì chúng ta sẽ bán được cái giá là 6,5 ton trên 10 triệu Lotcoin, và trừ phí các thứ đi thì chúng ta chỉ còn nhận được về ví đâu đó khoảng tầm 4,6 ton thôi các bạn nhé. Bởi vì phí khi mà chúng ta đặt bán cái trên cái mạng ton này thì cái phí của nó khá là cao. Đó, và cái giá của nó hiện tại thì cũng đang bị tụt giảm. Và có một cái điều mà mình muốn chia sẻ đến cho các bạn là hiện tại thì cái dự án này đang có cái cơ chế tức là cái khai thác của chúng ta thì đã tạm dừng rồi, và cái về cái việc botter cũng như là cái phần nhận cái khai thác cái đồng Notcoin thì cũng không còn hoạt động nữa. Tuy nhiên thì hiện tại thì dự án đang có cái cơ chế đó là x5 cái số lần bấm của các bạn. Trước kia các bạn là mua cái tab này này, mỗi một lần chúng ta ấn này vào là chúng ta nhận được bao nhiêu đồng, thì bây giờ nó x5 lên. Ví dụ ở mình là đang bấm một lần, trước là mình nhấn là 7 tức là mỗi một lần mình bấm thì mình sẽ thu hoạch được 7 cái đồng Notcoin, và bây giờ thì sẽ nhận được về là 75 cái đồng Notcoin các bạn nhé. Đó, đấy, mình là mỗi lần bấm thì mình sẽ thu hoạch được 75 cái đồng Notcoin. Thì các bạn nên tranh thủ cũng như là tận dụng cái khoảng thời gian này. Dự án có thể trong lốt ngày mùng 1 tháng 4 này, dự án sẽ hoàn thiện cái phần mà cho chúng ta khai thác và ngừng hẳn cho chúng ta khai thác cái đồng Notcoin này. Hiện tại bây giờ chúng ta nên tận dụng cái khoảng thời gian này đang được là x5 cái sức mạnh khai thác thu hoạch cái đồng Notcoin này, cho nên là chúng ta hãy tận dụng các bạn nhé. Đó, thì mỗi lần bấm là mình sẽ thu hoạch được là 75 cái đồng Notcoin, khá là nhiều so với trước là mình bấm mỗi một lần thì mình bấm chỉ thu được về 8 7 đến 8 cái đồng Notcoin thôi. Và đặc biệt là có một cái nhiệm vụ mà chúng ta cần phải hoàn thành ở đây, đó là các bạn kích vào cái phần ôm ở đây này. Các bạn kích vào đây chúng ta sẽ có một cái phần nhiệm vụ này, Form Zero to Hero in Web 3 nhé. Thì ở đây chúng ta sẽ kích vào đây, chúng ta làm cái nhiệm vụ này. Và đây là cái nhiệm vụ mà chúng ta bắt buộc tất cả các thành viên phải hoàn thành cái nhiệm vụ này. Đó, thì ở đây thì mình đã hoàn thành cái nhiệm vụ này rồi. Do là lúc mình làm mình cũng sơ suất, mình không
không chụp lại cái nhiệm vụ này. Chủ yếu là cái nhiệm vụ này là chúng ta trả lời tất cả các cái câu hỏi của dự án. Sự hiểu biết của mình về cái dự án nó cũng tương tự như cái dự án mà IC Network ấy. Chúng ta phải trả lời cái câu hỏi trong quá trình chúng ta tham gia dự án này, chúng ta hiểu biết gì về dự án, thì tất cả các câu hỏi đó đều liên quan đến cái dự án nó coi. Thì mình nghĩ là các bạn sẽ dịch sang tiếng Việt, chụp lại và chúng ta sẽ dịch sang tiếng Việt và chúng ta sẽ trả lời, là các bạn chắc chắn là sẽ trả lời được, bởi vì cái câu hỏi nó cũng khá là đơn giản và xoay xung quanh về cái dự án này. Và mình nghĩ đây là một cái bước quan trọng và cũng là cái bước cuối cùng để gần như là xác minh cái tài khoản của chúng ta đó là cái tài khoản thật và là người đào thực sự, không phải là cheat tài khoản, không phải là tài khoản bot các bạn nhé. Đó là rất là quan trọng, cho nên là chúng ta cố gắng chúng ta hoàn thành. Và nó có một số những cái nhiệm vụ, ví dụ như là follow Twitter, tham gia vào nhóm Telegram đó, thì các bạn cố gắng chúng ta làm hoàn thành, hình như là có bốn cái bước nhiệm vụ tất cả. Và khi các bạn hoàn thành xong thì nó sẽ tích hết tất cả các tích hết tất cả các cái nhiệm vụ là các bạn đã hoàn thành. Và khi các bạn quay trở lại về cái phần ôm này thì các bạn sẽ không thể bấm vào đây được, bởi vì cái nhiệm vụ của bạn đã được hoàn thành đó. Và ngoài ra thì ở dưới này nó sẽ còn rất là nhiều các cái nhiệm vụ để cho các bạn hoàn thành, để chúng ta nhận cái đồng Notcoin. Ví dụ như ở đây chúng ta hoàn thành cái nhiệm vụ này, chúng ta sẽ nhận được 3.000 Notcoin này. Chia sẻ mời bạn bè 10 người thì bạn sẽ nhận được cộng 10 cái nghìn cái đồng Notcoin đó, và join vào cái nhóm Equa chúng ta cũng sẽ được nhận cộng 7.000, và nhiều nhiều các cái dự án khác, nhiều cái những cái vụ khác thì các bạn có thể chúng ta hoàn thành những cái nhiệm vụ này để chúng ta tăng được cái nhận được thêm cái đồng Notcoin giá trị. Và đây cũng là cái nhiệm vụ cuối cùng để cho cái cơ hội cho chúng ta nhận được thêm cái đồng Notcoin từ cái dự án này. Và ở trong này thì nó sẽ có một cái phần mà các bạn phải cần phải chú ý, tránh để việc mà chúng ta mất cái đồng Notcoin. Các bạn bấm vào cái phần border này này. Ở trong này thì nó có một cái hình hình cái lá này này. Thì các bạn dịch sang phần tiếng Việt thì các bạn sẽ biết được là gửi Notcoin cho hệ sinh thái phát triển, tức là chúng ta sẽ gửi cái đồng Notcoin của chúng ta cho đóng góp, dạng như là chúng ta ủng hộ cho hệ sinh thái phát triển của Notcoin. Khi các bạn ủng hộ ở đây thì các bạn nhìn thấy là 1 triệu, xin lỗi các bạn nhé, ở đây là 1.500 tỷ cái đồng Notcoin đã được gửi cho cái việc mà ủng hộ phát triển cái dự án. Và đây thì là cái vấn đề là tùy tâm các bạn nhé. Nhưng ngày trước thì mình cũng đã vô tình mình ấn gửi mất 9 9 triệu cái đồng Notcoin này. Đây, ngày đó thì mình mới tham gia và khi mình không biết là mình nhấn vào 100%, ngày trước nó còn có 100% cơ. Và bây giờ thì các bạn có thể lựa chọn 10%, 20%, 30%, 50%. Sau đó thì các bạn kích vào đây thì các bạn sẽ gửi đóng góp cho cái sự phát triển của dự án. Trước đây thì mình đã gửi một lần rồi. Mình mở kéo lại cho các bạn xem. Mình đợt đấy thì mình cũng nhắm mắt mở, mình đã gửi đây. Đây mình đã gửi đây này. Một con số cực kỳ là nhiều luôn. Đây đợt trước mình đã gửi là nhỡ tay mình không để ý đến là mình nhỡ bấm 100%, và khi đó thì mình đã gửi đi là đóng góp cho dự án là 71 triệu cái đồng Notcoin, một cái lượng cực kỳ là nhiều. Đó, vô tình thì bấm gửi mất, mình lẽ ra thì mình chỉ gửi khoảng tầm 10% thôi. Đây cũng là một trong cái những cái đóng góp phát triển dự án, thì cũng các bạn cũng lên ủng hộ, nhưng mà chúng ta cũng không lên ủng hộ hết 100%. Không may nhỡ tay thì bấm phải thôi. Rất là nhiều bạn bị dính vào cái này và các bạn bảo là không biết là có lấy lại được không, và cái số này thì gửi đi đâu. Thì mình cũng giải thích cho các bạn để các bạn không bị vấp phải đó, một tránh những trường hợp mà chúng ta nếu có ít quá thì chúng ta thôi, còn nếu các bạn có nhiều thì chúng ta có thể là chúng ta ủng hộ cũng được. Rồi bây giờ thì các bạn sẽ nhìn thấy cái đồng hồ đếm ngược ở đây, như các bạn là chỉ còn có 5 phút nữa thôi là chúng ta vào, chúng ta thu hoạch nốt cái số đồng Notcoin còn lại các bạn nhé. Đồng hồ đếm ngược đây đó, như vậy là còn 5 phút nữa thì sẽ kết thúc cái quá trình khai thác cái đồng Notcoin này rồi. Ok, thì tiếp theo những cái thông tin mới từ cái dự án này ở ngày mai thì mình sẽ cập nhật cho các bạn nhé. Video này mình kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình.